Chào mọi người nha, sáng nay chúng tôi đi du lịch đảo đến Cái Mây. Nhưng mà cũng có anh giúp anh già nè, anh chụp lên chụp dịch vụ. Đây là bà trùm của chợ Mộc Bài á. Đây là tàu của chúng tôi. Na. Anh Long đại ca kia. anh Cu Bon. Ủa Ngọc. Ở dưới xe hay sao á? Té, đừng có treo. Đây cầm dù đây, đây cầm dù đây. Xuống rồi. Đây mọi người, ảo đây nha mọi người, ảo an toàn đây, 200.000 ký. Hai trăm ngàn ký nha mọi người. Ơi. Lấm thao, lấm vàng. Lấm vàng. Lấm vàng mọi người ơi, vàng đây. Wow, nhỏ nhỏ vậy là trứng nào nè. Nha, đây là làng Bích Họ An Toàn ơi, An Toàn 3. Đây là diễn viên Bảo Ngọc, biệt danh Bành Thị Bé. Bạn bé nói gì không? Chào mọi người chứ. Chào mọi người. Đây là biệt đội hái sim thê. Không ai đút câu. Rồi phải lấy cái máy để. Đây vô duyên quá. Ngồi đi mà ngồi. Không có ngồi, lại ngồi đá đi. Uống được. Nghe không? Tự nhiên cúi xuống chơi thì đâu mà có
là chậm mất hơn ráng chịu. Đây lượm giùm cái ly cái cha. Ủa cái ly nghiêng nghiêng của ta đâu đâu? Ngồi 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 xuống con ơi. Chú nem. Có thằng giấy chú đưa chú đưa cho ái này để này lên đây nè. Còn ai cái đùa cầm ấy chứ đó. Chào mọi người, thì hôm nay sinh nhật của mình đó là mấy anh em tổ chức đây. Thuê nguyên một cái con suối để an toàn á. Nhưng là thì hôm nay làm việc với các lãnh đạo hết rồi. Sao nó chưa lên nó dọn mặt bàn biết đâu. Nên thôi quý vị cũng ngồi tạm ở đây. Hôm nay có anh Dương Anh Kiệt đây. À, chú là hội đồng giúp ảnh hồi ăn mọi người. Từ vợ chồng của thưa nên mày rốt gì thế anh thôi. Mấy đứa nhỏ nữa. Nhập ổn định không? Sinh nhật một tí hả? Không. Rồi. Cái cánh cây giò hồi đấy. Mình có tiếu qua đây nha. Rung khoa học đột cái rung. Rồi mọi người ai có nhu cầu tổ chức sinh nhật là nơi ai thì liên hệ nha. Liên hệ với anh Rốt, anh Rốt tổ chức cho. Ơi chào. Mày nước à? Mỏi người muốn mà. Anh reo y như reo mình ở dưới cái đầu cầm dậy cái ngàn luôn. To quá nha không được. Cái món này là chở cả cái đầu. Cái này ăn gì chứ? Cái này là đất gì mà. Cái này là đầu kia phải không?